Mặc dù trong giai đoạn cải thiện quan hệ, Trung Quốc lại bất ngờ có hành động phô trương sức mạnh quân sự gần Mỹ. Lần đầu tiên oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đã bay gần không phận Mỹ trên khu vực ngoài khơi bang Alaska. Cùng bay với chiếc H-6 còn có máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga. Sự xuất hiện của máy bay H-6 của Trung Quốc ngoài khơi bờ biển nước Mỹ là một dấu mốc quan trọng trong việc Bắc Kinh đang ngày càng muốn chứng tỏ sức mạnh. Hôm 24 tháng 7 vừa qua, hai máy bay ném bom tầm xa Tu-95 của Nga và hai oanh tạc cơ H-6 của Trung Quốc đã bị các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada theo dõi và chặn lại khi chúng tiến gần không phận ngoài khơi bang Alaska. Các máy bay của Trung Quốc khi đó đang thực hiện các cuộc tuần tra chung với Nga trên không ở vùng biển Chu Chi và Bering, cũng như Bắc Thái Bình Dương. Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, đây là lần đầu tiên máy bay ném bom của Trung Quốc bay trong vùng nhận dạng phòng không Alaska. Đây cũng là lần đầu tiên máy bay phản lực của Trung Quốc và Nga cất cánh từ cùng một căn cứ ở đông bắc nước Nga. Bất kể thế nào, đây là một diễn biến quan trọng khi nói đến khả năng thể hiện sức mạnh của Bắc Kinh, đồng thời cũng nhấn mạnh mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã được củng cố đáng kể từ khi Nga phát động chiến dịch đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022. Giới phân tích nhận định, sự xuất hiện của máy bay H-6 của Trung Quốc trong khu vực vẫn là một diễn biến lớn và đặc biệt là khi kết hợp với Tu-95, rõ ràng là nhằm gửi đi một tín hiệu với Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết chuyến bay chung kéo dài hơn 5 giờ và có máy bay chiến đấu nước ngoài hộ tống. Đây là lần thứ 8 Nga và Trung Quốc tiến hành tuần tra chiến lược trên không. Lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2019, mỗi năm một lần vào các năm 2020 và 2021, sau đó hai lần vào các năm 2022 và 2023, chủ yếu thực hiện ở trên không phận biển Nhật Bản, Biển Đông và phía Tây Thái Bình Dương. Lần thứ 8 này là lần đầu tiên họ tiến hành tuần tra chung trên không phận biển Chu Chi, biển Bering và phía Bắc Thái Bình Dương. Máy bay H-6 thường là loại máy bay mang tên lửa và việc chúng bay gần bờ biển Alaska, do đó cho thấy khả năng mới của lực lượng Trung Quốc trong việc đe dọa trực tiếp đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tu-95 và H-6 của Nga và Trung Quốc thực hiện các cuộc tuần tra tầm xa cùng nhau. Tuy nhiên điều này làm nổi bật sự hợp tác quân sự đáng kể giữa hai nước. Oanh tạc cơ H-6 là dòng máy bay ném bom chiến lược được Trung Quốc sản xuất dựa trên phiên bản Tu-16 của Liên Xô. H-6 được xem là xương sống và là niềm tự hào của lực lượng không quân Trung Quốc. Nó không chỉ có thể mang theo bom thông thường mà còn có thể mang bom thông minh và tên lửa hành trình. Mỗi chiếc H-6 có thể mang theo 9 tấn vũ khí các loại với tầm bay tác chiến 1.800 km và đạt tốc độ hành trình 750 km/h. Mỗi chiếc H-6 có tổ lái gồm 4-6 người tùy theo từng phiên bản. Các phiên bản H-6 mới được Trung Quốc trang bị động cơ mới và hệ thống điện tử hiện đại, cùng trang bị vũ khí công nghệ cao. Một trong các phiên bản nổi tiếng là H-6K. Phiên bản này được dùng động cơ D-30KB của Nga, giúp tăng 25% lực lượng. Tích hợp ghế phóng và buồng lái hiện đại với màn hình LCD. Sức mạnh của anh tạc cơ H-6K nằm ở khả năng mang theo 6 tên lửa hành trình CC-10 hoặc CC-20 ở hai bên cánh, tầm bắn lên tới 2.400 km hoặc tên lửa chống hạm EC-12. Phạm vi chiến đấu hiệu quả của H-6K lên tới 5.600 km nếu được tiếp dầu trên không. Cuộc tuần tra này có ý nghĩa đặc biệt đối với Trung Quốc, đánh dấu lần đầu tiên máy bay ném bom H-6 của họ xuất hiện gần Alaska. H-6, một phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Trung Quốc, có khả năng mang theo bom hạt nhân và tên lửa tấn công mặt đất tầm xa. Sự hiện diện của H-6 tại Alaska cho thấy Trung Quốc đang muốn thể hiện sức mạnh quân sự và khả năng răn đe hạt nhân trước Mỹ. Đây là một động thái mang tính biểu dương lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với sự cố khinh khí cầu do thám năm 2023. Đồng thời, chuyến hành trình này còn cho thấy sự mở rộng quan hệ quân sự Trung-Nga. Ông Trương Học Phong, một chuyên gia quân sự của Trung Quốc cho biết trong một cuộc phỏng vấn, máy bay ném bom Trung Quốc có thể đã cất cánh từ Nga. Trên thực tế, vào tháng 11 năm 2022, máy bay quân sự của Trung Quốc và Nga đã lần đầu tiên hạ cánh xuống sân bay của nhau. Trong các cuộc tuần tra trên không trung, hạ cánh xuống sân bay của đối phương có nghĩa là lực lượng đặc nhiệm không quân Trung Quốc và Nga đã đạt được mức độ tương thích nhất định trong các lĩnh vực như phối hợp chỉ huy, liên lạc và hỗ trợ hậu cần. Tất nhiên, so với các cuộc tập trận quân sự chung và hội nhập quân sự giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh, khoảng cách vẫn còn rất lớn. Mặc dù Nga đang bị mắc kẹt trong vũng lầy của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, sức mạnh đã bị suy yếu nghiêm trọng, Trung Quốc vẫn tận dụng cơ hội này để hợp tác quân sự với Nga,
nhằm đối đầu với Mỹ. Nga dù không muốn buộc phải dựa vào Trung Quốc để tìm kiếm sự hỗ trợ. Ví dụ điển hình là cuộc tuần tra hàng hải chung Trung-Nga lần thứ tư vừa qua. Họ đã đi qua nhiều vùng biển nhạy cảm, bao gồm cả Biển Đông, thể hiện sự khiêu khích ngày càng tăng đối với Nhật Bản và Mỹ. Đây là lần đầu tiên Nga tham gia tuần tra chung ở Biển Đông, một khu vực mà Nga không có lợi ích trực tiếp, cho thấy Nga đang phải chịu theo ý Trung Quốc trong mối quan hệ này. Qua các cuộc tuần tra với Nga, Trung Quốc đang gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và NATO. Động thái này là sự đáp trả trực tiếp trước việc NATO cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington vừa qua, lần đầu tiên 32 quốc gia thành viên NATO cùng cáo buộc nước này đóng vai trò là người điều khiển quyết định cuộc chiến của Nga với Ukraine và yêu cầu Trung Quốc ngừng vận chuyển các thành phần vũ khí và các công nghệ khác có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí. Trung Quốc thể hiện rõ thái độ ăn miếng trả miếng bằng cách tăng cường hợp tác quân sự với Nga, bất chấp những lời chỉ trích từ phương Tây. Hơn nữa, Trung Quốc còn có động cơ sâu xa hơn, Nga chỉ là một con cờ của họ. Trung Quốc muốn thể hiện quyền lực của mình trước Hoa Kỳ. Để hợp tác trong chuyến hành trình hàng không chiến lược giữa Trung Quốc và Nga này, Trung Quốc cũng bố trí cho các tàu hải quân đi gần vùng biển Alaska và băng qua biển Bering. Theo tuyên bố trên trang web Cảnh sát biển Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7, trong 2 ngày 6 và 7 giờ địa phương, Cảnh sát biển Hoa Kỳ đã phát hiện nhiều tàu chiến Trung Quốc ở khu vực biển Bering gần Alaska trong 2 ngày liên tiếp. Về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, trong tương lai, Trung Quốc cũng sẽ thực hiện các hoạt động huấn luyện trên biển tương tự để nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của quân đội. Biểu hiện khiêu chiến đã rất rõ ràng. Trên thực tế, ngay từ năm 2013, quân đội Mỹ đã xác nhận Hải quân Trung Quốc đã tuần tra vùng đặc quyền kinh tế của Mỹ. Vào thời điểm đó, đội hình tàu chiến của ba hạm đội lớn của Hải quân Trung Quốc đã nhiều lần đột phá chủ đạo thứ nhất và thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận biển dài ở Tây Thái Bình Dương. Trong cả tháng 9 năm 2021 và tháng 9 năm 2022, các hạm đội Trung Quốc đều bị phát hiện và theo dõi ở biển Bering. Vào mùa hè năm 2023, 11 tàu của Hải quân Trung Quốc và Nga đã thành lập đội hình tuần tra chung và di chuyển gần vùng biển Alaska. Động thái này mang tính khiêu khích cao, Hải quân Mỹ đã cử 4 tàu khu trục và máy bay tuần tra hàng hải B-8 Poseidon để theo dõi và giám sát. Đây được coi là phản ứng mạnh mẽ. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Dan Sullivan đến từ Alaska cho biết, chúng ta đã bước vào một thời kỳ xâm lược quyền lực độc tài mới do những kẻ độc tài ở Bắc Kinh và Moscow lãnh đạo. Dưới sự sắp xếp tỉ mỉ của Trung Quốc, tàu chiến và máy bay H-6 đã xuất hiện gần Alaska, phô diễn sức mạnh quân sự và gửi thông điệp răn đe rõ ràng tới Mỹ. H-6 phách lối sẽ trở thành trò cười trong thực chiến, trong tình hình căng thẳng trên eo biển Đài Loan gần đây. Bóng dáng của H-6K, H-6 không ngừng xuất hiện, thường xuyên đi vào vùng nhận dạng phòng không Đài Loan, đi qua eo biển Basi và đi vào tuyến đường thủy Miyako từ Tây Thái Bình Dương để tiến hành huấn luyện đi biển dài ngày. Ngày 26 tháng 1, khi đang di chuyển trong vùng biển quốc tế trên Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt bị 8 chiến H-6K tấn công trong cuộc tấn công mô phỏng. Quân đội Mỹ xác nhận phi công Trung Quốc đã nhận lệnh tấn công Mỹ, mô phỏng khóa tàu USS Theodore Roosevelt và phóng tên lửa chống hạm. Cho đến nay, các máy bay H-6K trong đội hình kép hoặc nhiều máy bay đã lần lượt xâm chiếm vùng nhận dạng phòng không ADIZ phía tây nam của Đài Loan. Về mặt ý nghĩa là vũ khí tấn công thuần túy trong tay Trung Quốc, H-6 tỏ ra hoạt động mạnh dị thường trong những căng thẳng gần đây ở eo biển Đài Loan và Biển Đông. Dường như đã trở thành cánh tay đắc lực của Trung Quốc khoe khoang sức mạnh và xâm chiếm Đài Loan và bành trướng ở Biển Đông. H-6 bộc lộ thái độ phách lối như vậy, tức là lộ diện trong thời kỳ đối kháng lạnh. Rất khó để nói liệu nó có thể đóng vai trò trong cuộc chiến đấu thực tế hay không. Thật là vụng về đến mức nực cười khi Trung Quốc lợi dụng nó để bộc lộ sự kiêu ngạo của mình trong việc muốn làm bá chủ Đài Loan. Việc sử dụng H-6 để phô trương sức mạnh là di sản của Trung Quốc được kế thừa từ những người đi trước. Máy bay Tu-16 của Liên Xô cũ, tiền thân của H-6 có một lịch sử đáng buồn về các vụ tai nạn và tử vong do khoe khoang sức mạnh. Ngày 25 tháng 5 năm 1968, tại vùng biển Na Uy, tàu sân bay USS Essex đang thực hiện nhiệm vụ tác chiến chống tàu ngầm. Hai máy bay ném bom Tu-16 của Liên Xô cũ được NATO gọi là Bears, được lệnh thực hiện nhiệm vụ trinh sát tầm gần chống lại quân đội Mỹ. Một trong những máy bay ném bom Tu-16 đã bay cách tàu sân bay hàng chục mét và biểu tượng quân sự ngôi sao đỏ của máy bay. Liên Xô trên thân máy bay hiện rõ, quân đội Mỹ nhận thấy Bears bay ở độ cao thấp đến mức thân máy bay của nó cao gần sàn đáp của tàu sân bay.
Cách Tu-16 tiếp cận thị uy gần thời chiến tranh lạnh không phải là mới. Tuy nhiên, chiếc máy bay dài 35m này vẫn khiến quân đội Mỹ ngạc nhiên khi bay với tốc độ 500 km/h ở độ cao 15m gần biển. Chiếc Badger bay thấp, đã rẽ cách tàu sân bay khoảng 2 dặm, và khi phi công Lee Zeps cố gắng quan sát vị trí của mình so với tàu sân bay, đôi cánh của nó cắm sâu xuống nước, máy bay ngay lập tức bị nước biển xé nát và tất cả phi công đều thiệt mạng. Hoa Kỳ và Liên Xô đang hoạt động gần địa điểm xảy ra tai nạn đã nhanh chóng triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Quân đội Mỹ phái thuyền trưởng Edward Day cùng một chiếc thuyền nhỏ để vận chuyển hài cốt của những người lính Liên Xô thiệt mạng lên tàu Liên Xô. Để tránh những sự cố tương tự xảy ra, Hoa Kỳ và Liên Xô đã tiến hành các cuộc đàm phán gian khổ thay mặt cho Hoa Kỳ. Trong thời gian đó, ông đã kể với Thiếu tướng Nikolai Vysotsky, Phó Tham mưu trưởng Hàng không Hải quân Liên Xô, người đang tham gia đàm phán, kinh nghiệm của ông vào ngày xảy ra vụ tai nạn. Esquaday cho biết mục đích của họ là ngăn chặn thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa. Vysotsky xúc động nói với Esquaday rằng thi thể của anh gửi về cho con trai mình, các cuộc đàm phán đã phá vỡ bế tắc. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, Hoa Kỳ và Liên Xô đã ký thỏa thuận về sự cố hàng hải, vẫn còn hiệu lực cho đến ngày nay, và những cuộc đối đầu khốc liệt đôi khi xảy ra trong chiến tranh lạnh đã lắng xuống. Hành vi ngày nay của Trung Quốc giống như lịch sử đang lặp lại, điểm khác biệt là cách làm của họ thậm chí còn thiếu lý tính hơn. Nó làm tăng nhiệt độ ở khu vực xung quanh một cách vô nghĩa, khiến người dân ở cả hai bên eo biển Đài Loan có nguy cơ xảy ra chiến tranh. Tu-16 là tiền thân của H-6, nó được phát triển bởi cục thiết kế Tupolev. Nó bay lần đầu tiên vào năm 1952 và được chuyển giao vào năm 1955. Vì tải trọng của bom chỉ 9 tấn nên rất khó để làm máy bay ném bom. Trong giai đoạn đầu giao hàng, nó được cải tiến bằng tên lửa hành trình thời kỳ đầu của Liên Xô để sử dụng chống lại tàu mặt nước của Mỹ. Trên thực tế, nó được sử dụng làm máy bay tấn công mặt đất và trên biển. Năm 1959, Trung Quốc bắt chước Tu-16. Năm 1968, H-6 thực hiện chuyến bay đầu tiên. Năm 1969, bắt đầu được trang bị cho quân đội. H-6 sử dụng động cơ tuabin phản lực 8, mô phỏng tương tự và hiệu suất tổng thể của nó về cơ bản giống như của Tu-16. H-6 đã liên tục cải tiến kể cả khi đưa vào sử dụng và được phát triển thành mười mấy chủng loại. Tuy nhiên, dù được cải tiến như thế nào thì nó cũng không thể thay đổi được nhược điểm cố hữu là hành trình ngắn và tải trọng bom nhỏ. Phải đến năm 2009, H-6K mới được đưa vào sử dụng. Do sử dụng động cơ phản lực cánh quạt Soloviev D-300 của Nga và tăng nhiên liệu trong máy, bán kính chiến đấu của nó đã tăng từ 1.800 km lên 3.000 km. Các thiết bị điện tử đã được thay thế, các điểm gắn trên cánh cũng được bổ sung và nó có thể mang theo 6 tên lửa chống hạm EC-12. Khẳng định có thể bắn trúng tàu sân bay. Sau đó H-6G và H-6N lần lượt xuất hiện. Bên ngoài suy đoán cho rằng H-6N có thể mang tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm trung như CZ-10 hay DF-21 với tầm bắn hơn 1.500 km. Tải trọng bom tối đa của H-6 cải tiến chỉ là 12 tấn, không nhiều hơn được bao nhiêu so với tải trọng bom của tiêm kích siêu âm F-15E. Cho dù có cơ hội bay tới mục tiêu trên không cũng sẽ khó hình thành hiệu quả ném bom trải thảm quy mô lớn. Trên thực tế, nó đã mất đi giá trị tồn tại. Tu-16 cũng đã bị loại bỏ từ 20 năm trước. Sở dĩ H-6 sống sót là do Trung Quốc đã trao cho nó khả năng tấn công biển tầm trung và tầm xa. Vậy hãy cùng xem liệu những phiên bản cải tiến này của H-6 có thể hoạt động trong thực chiến hay không. EC-12 là tên lửa chống hạm siêu thanh có tốc độ từ Mach 3 đến Mach 4 và tầm bắn không quá 400 km. H-6K mang theo EC-12 phải phóng tên lửa cách nhóm tác chiến tàu sân bay 400 km mới có thể gây ra mối đe dọa cho tàu sân bay. Đội hình tàu sân bay điển hình bao gồm 9 tàu sân bay, 2 tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường, 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, 1 khinh hạm, 2 tàu ngầm hạt nhân và 1 tàu tiếp tế. Thông thường, một tàu sân bay mang theo 80-90 máy bay chiến đấu và máy bay tác chiến điện tử. Các loại tàu được trang bị hàng trăm tên lửa phòng không có tầm bắn khác nhau, tạo thành vùng phòng không 3 lớp xa, trung và gần. Vùng phòng không tầm xa của nhóm tác chiến tàu sân bay có hệ thống phòng không tên lửa siêu thanh SM-3 với tầm bắn từ 900-1.200 km. Bán kính chiến đấu của máy bay xuất phát từ tàu sân bay là 800 km. Nghĩa là khi H-6K ở cách tàu sân bay từ 1.000-800 km, nó đã đi vào tầm tấn công tầm xa của nhóm tác chiến tàu sân bay.
một mình trong phạm vi 400 km tính từ tàu sân bay. Trên thực tế, H-6K không có cơ hội vào vị trí để tấn công hiệu quả vào tàu sân bay. Một số người nói H-6K được điều động để phóng hàng trăm tên lửa EZ-12 cùng lúc nhằm thực hiện một cuộc tấn công bão hòa vào tàu sân bay. Chỉ cần một tên lửa bắn trúng tàu sân bay là đạt được mục tiêu. Trên thực tế, tiền đề của giả định này không có cơ sở. Nếu thực sự được thực hiện thì đó sẽ là điều tốt cho tàu sân bay. Bởi H-6K di chuyển chậm, dễ bị đánh chặn hơn tên lửa siêu thanh và bắn hạ một chiếc H-6K. 6K tương đương với việc bắn hạ 6 EC cùng một lúc. Những suy luận trên mà chúng tôi tưởng tượng vẫn chưa tính đến việc quân đội Mỹ sử dụng phương tiện tác chiến điện tử. Trong trường hợp giành được ưu thế về điện tử, quân đội Mỹ có thể không cần sử dụng phương tiện tiêu diệt động năng quy mô lớn để giành chiến thắng. Đây là lý do vì sao ngày 23 tháng 1, máy bay quân sự Trung Quốc mô phỏng tấn công đội hình tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương-Mỹ Mike Kaffa cho biết nhóm tấn công tàu sân bay Roosevelt giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Hải quân và Không quân Trung Quốc và họ chưa bao giờ gây ra mối đe dọa đối với tàu chiến, máy bay hoặc thủy thủ của Hải quân Mỹ. Còn về cách làm để H-6N được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung lại càng nực cười hơn. H-6 được dính với tên lửa đạn đạo trong giai đoạn phóng ra. Bất quá chỉ là để cải thiện khả năng cơ động hoặc tăng tầm bắn. Tuy nhiên nó đã làm giảm khả năng sống sót và khả năng che giấu của nó không tốt bằng phương tiện phóng tên lửa di động trên mặt đất. Mục đích tăng tầm bắn của tên lửa H-6 có lẽ không liên quan gì đến eo biển Đài Loan và Biển Đông. Đáng lẽ nó phải nhằm vào quân đội Mỹ ở quần đảo thứ hai hoặc sâu trong đại dương Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của H-6 trong hoạt động tấn công tầm xa như vậy không khác gì tự sát. Trong mọi trường hợp, sự tham gia của H-6 sẽ tạo thêm mắt xích yếu kém cho các phương pháp tấn công của Trung Quốc và sẽ trở thành trò cười đáng buồn trong thực chiến. Dù Trung Quốc nỗ lực cho ra đời các phiên bản mới của dòng máy bay ném bom H-6, tuy nhiên về cơ bản chúng vẫn mang hình dáng của dòng máy bay ném bom hạng trung ra đời từ thập niên 1950. So với các máy bay ném bom chiến lược trên thế giới như B-52, B-1, B-2 của Mỹ, Tu-95MS, Tu-22M3 và Tu-160M2 của Nga, thì H-6 Trung Quốc hoàn toàn lép vế về tất cả các thông số. Tuy vậy, do hình dáng khi động học của kích thước máy bay không thay đổi nên sức mạnh của dòng H-6 vẫn không được xếp chung mâm với sản phẩm Nga và Mỹ. Trung Quốc đang cố gắng phát triển một dòng máy bay ném bom chiến lược mới, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thành công. Trong lúc chờ đợi một thế hệ máy bay ném bom mới ra đời, quân đội Trung Quốc dù muốn dù không vẫn phải hài lòng với các biến thể của máy bay ném bom H-6. Như chúng ta đã biết, trong cuộc gặp gỡ với Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2023, hai bên đã đạt được cái gọi là tầm nhìn San Francisco và quan hệ giữa hai nước đã ổn định sau chuyến thăm Đài Loan của Pelosi vào năm 2022 lần lượt được khôi phục. Chẳng hạn như cuộc họp qua điện thoại do Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc và Mỹ tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2023 và cuộc gặp mặt giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước vào ngày 31 tháng 5 năm 2024. Hoa Kỳ cũng đang tìm kiếm sự liên lạc trực tiếp giữa Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và các Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến trường phía Đông và phía Nam của Trung Quốc. Trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc, Trung Quốc lại phách lối thể hiện sức mạnh chống lại Hoa Kỳ. Đây thực sự là một lời cảnh tỉnh đối với Washington. Đối với Trung Quốc, bất kỳ hàng rào bảo vệ nào đều là vô nghĩa. Điều chúng ta dựa vào không phải là xây dựng hàng rào, mà là thực lực và ý chí. Vào ngày 29 tháng 7, Ủy ban Chiến lược Quốc phòng được thành lập dưới sự lãnh đạo lưỡng đảng của Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, công bố một báo cáo sau khi đánh giá Chiến lược Quốc phòng Hoa Kỳ NDS năm 2022 cho biết, chiến lược phòng thủ của Mỹ đã lỗi thời, cơ cấu quân sự thiếu hợp lý và cơ sở công nghiệp của Mỹ thiếu hụt nghiêm trọng, khiến nước này không thể đối phó cùng lúc với các mối đe dọa kép từ Nga và Trung Quốc. Báo cáo khuyến nghị cả hai bên cùng nhau đưa ra lời kêu gọi vũ trang tới người dân Mỹ. Vào ngày 30 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell tuyên bố tại phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng cạnh tranh với Trung Quốc là thách thức địa chính trị mang tính quyết định mà nền ngoại giao hiện đại của Hoa Kỳ phải đối mặt và rằng Hải quân và Không quân Hoa Kỳ cần tăng cường sự hiện diện của họ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước sự cạnh tranh trong khu vực. Washington phải thực hiện nhiều biện pháp hơn để chống lại các hành động của Trung Quốc. Mặc dù H-6 có thể không phải là vũ khí tối tân nhất, nhưng nó vẫn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Trung Quốc, đặc biệt là trong việc thể hiện sức mạnh và quyết tâm của Bắc Kinh.
Tuy nhiên, việc lạm dụng H6 để khoe khoang sức mạnh có thể phản tác dụng. Từ quan điểm này, trước mối đe dọa từng bước của Trung Quốc, Hoa Kỳ sẽ tăng cường đáng kể các biện pháp đối phó với nước này. Theo các chuyên gia, điều này sẽ khiến Mỹ cảnh giác hơn và tăng cường các biện pháp đối phó với Bắc Kinh. Bất kể ai thắng cử Tổng thống Mỹ, quan hệ Mỹ-Trung dự kiến sẽ căng thẳng hơn và Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả đáng kể. Còn bây giờ, thời lượng chương trình đã hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đừng quên để lại một like và đăng ký kênh để giúp chúng tôi có thêm động lực duy trì chương trình.